Em xin chào tất cả anh em nha. Em chào mừng anh em. Chào mừng cô chú đến với kênh Tâm Sắc Đức Thắng cô chú. Cái này mấy cô cháu em dọn thôi nè. Lầu giờ mấy cái máy này nhờ em quay lên nhờ cô chú mình tham khảo nha. Cái này em thấy để giữ là GE70NS 5.5 đến 7 PS cô chú ơi, này chắc 7 ngựa chứ 5.5 nào bự dữ gì. Bự giống con dâu vô vậy. Cô chú nhìn ốc nè. Nguyên thủy luôn, bô lửa, bô e còn nguyên si luôn, bình xăng con nguyên thủy luôn. Ôi thùng xăng nó đẹp cô chú ơi, thùng xăng đẹp mai lưỡng mất cái nắp mất đi rồi. Thùng xăng nó đẹp, con thấy cái chụp bogey này nè con. Ai chơi kỳ quá. Ai chơi kỳ dữ vậy trời. Cái bình xăng đẹp cô chú. Cái này cái nắp này chắc vừa với cái nắp nắp Honda quá. Thưa em nhìn thấy giống luôn rồi. Anh thấy giống giống nắp Honda giống vừa. À. Thùng xăng hết nó mới nó nguyên thủy cô chú. Chụp bogey đây. Chụp vô. Hỏi con gắn thử ngoài cái ngoài cây cây có lửa không mình ấy gì đó vậy con tắt vô rồi. Ôi có lửa, có lửa mà chắc lửa không đều luôn. Cầm cái nít cầm địt tay gì khó giật chứ. Cái lửa yếu chặt tép luôn, bị tép luôn. Sao bị tép? Sao bị tép hả? Máy nó nguyên thủy, máy này rửa ra chắc mới lắm coi chú ơi. Máy này rửa ra chắc mới lắm. Lửa này kìa. Yếu là bị tép. Lửa yếu bị tép. Chết tép. Tép mình trước một đống luôn. Tép mới về mấy chục cục. Lấy về mấy chục cục tép luôn á. Rồi đi kiếm bình xăng này cô chú ơi. Còn máy này rớt em thấy để gì nè. Cái gì Nikolai gì á. Văn 3GA 7.0 gì chắc nó 7 ngựa cô chú ơi. Còn máy này thì nào giờ em không quen mấy chữ này. Nhìn không ra. Có cái bình xăng quá trời đã luôn. Quá trời đẹp. Này nãy thấy đỡ con thừa đi kiếm cái nắp bình xăng rồi cô chú ơi. Nó đẹp nó nổi hột cầu vậy. Còn cục tép mình gom nó nghi là cục tép cô chú ơi, cục tép nó. Trời cục tép mình đóng chỉ da băng đây nó má luôn. Mình đem nó ngay 7 PS. Ừ, 7 PS. Cái này không có xăng thử. Cái này em báo giá cô chú mình luôn ha. Cái lửa thì nãy em thử thấy nó yếu, còn thừa thì đi kiếm mấy rồi cô chú ơi, đi kiếm cái nắp xăng. Con gắn test thử luôn, không có xăng, không có xăng cô ơi. Test thử nữa, thử nữa rồi nhí thẳng vô cái bình xăng con lụm được rồi. Nhí vô đây hả? Đó. Đây là gom giật thử cho chú mình coi ha. Thôi khỏi được ơi. Nó kiếm dưới đi em ơi. Chèo cao là sẽ té đau. Rồi kiếm nắp bình xăng cô chú chèo theo đeo ở trên kìa. Bỏ không có bọc nắp xăng nó không biết đi đâu. Dưới có gặp cái bình xăng Mitsu 10 á, Mitsu 510 chứ. Dùm đang nỗ lực cô chú, đang nỗ lực kiếm gắn cục tép cho cô chú. Được không được thì em bán rẻ cô chú về cô chú ngâm cứu cục tép ha. Bình xăng nguyên thủy luôn nè. Chưa đụng mở con ốc. Máy liên lạc dữ chứ. Hết liên lạc luôn. Bù vô đóng khối luôn cô chú. Máy này dần hơi hết hồn
cái này mạnh gắn ngoài rồi khỏi bắt vô với rồi cháu hồi sáng giờ dập suốt luôn coi chú ơi. Coi em được thảnh thơi cho mấy đứa cháu hồi sáng giờ nó dọn suốt luôn. Rồi. Chúc mừng thôi. Sau khi sai cục đép nó không còn mấy lửa nào hết. Chúc mừng bạn. Bạn đã được một con nha. Mình thấy cục kia còn nha, heo giờ cục này mắc lửa luôn cô chú ơi. Rồi cái này cô chú nào làm được cái máy này em tính cô chú là một 1,5 triệu em bao ship cô chú. Về cô chú nhớ kiểm tra cục thép em nha. Còn máy thì em bao zin nguyên thủy luôn cô chú ơi. Vì cái này phí ship nó cao. Phí ship nó tầm cỡ khoảng 120, 130 thêm cái thùng mốt nó ra cỡ khoảng 200. Máy này mạnh như lắm cô chú. Cỡ khoảng nếu nó 7 ngựa thì nó chạy tương đương nếu mà cô chú nói về đồ mạnh ha, tương đương như cỡ khoảng cái đề chính của mình đó. Nếu cô chú phân sình lại này nó không thua đề chính được. Cái này. Rồi. Chúc mừng con lửa củi nó đã đi lửa củi bị tề thiên đại thánh dập hết trơn rồi. Rồi em cũng xin kết thúc video này tại đây cô chú. 1,5 triệu em bao ship ha. Vừa cô chú kiểm tra cái cục tép cho em ha. Gum suy nghĩ thì cục tép tép ghi luôn trả lại cô chú. Rồi chào cô chú, cảm ơn con nha.